thi vị và ngọt ngào hơn, đúng không nào? Xin mời cô dâu, xin cảm ơn cô dâu rất nhiều. Tất cả mọi người, những người đang yêu và sẽ yêu và gửi với chú rể của riêng em là dù có vui có buồn, có lúc hạnh phúc, cũng có lúc giận hờn, nhưng em tin rằng chúng mình sẽ mãi thương nhau đến già. Em xin trân trọng gửi đến bài hát You Are My Everything. Thời gian khiến em yêu như đêm mây.
Thưa quý vị, chúng ta nghĩ sao về điều vừa rồi ạ? Tình yêu đã trở thành hiện thực đúng không ạ? Và qua câu chuyện tình yêu của cô dâu vừa kể vừa rồi thì Hy Bắc có cảm nhận được rằng ngoài anh